Chào các em, trước khi bước vào bài mới, chúng ta ôn lại một vài kiến thức trọng tâm của bài cơ năng. Cơ năng gồm thế năng và động năng. Thế năng gồm thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi. Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất hoặc so với vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao. Độ cao so với mốc chọn thế năng và khối lượng của vật càng lớn thì thế năng hấp dẫn càng lớn. Ví dụ, máy bay đang bay trên cao, cô bé đang đứng ở tầng 3 của tòa nhà, chọn mốc thế năng tại mặt đất. Trong hai trường hợp này đều có thế năng hấp dẫn. Máy bay có độ cao và khối lượng lớn hơn cô bé nên máy bay có thế năng hấp dẫn lớn hơn cô bé. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của vật. Độ biến dạng càng lớn thì thế năng đàn hồi càng lớn. Ví dụ, hai sợi dây cao su, chất liệu như nhau, độ dài như nhau, được kéo căng. Sợi nào kéo căng hơn thì sợi đó có thế năng đàn hồi lớn hơn. Động năng phụ thuộc vào khối lượng của vật và vận tốc của vật. Khối lượng và vận tốc của vật càng lớn thì động năng càng lớn. Ví dụ, hai xe có cùng khối lượng, xe nào có vận tốc lớn hơn thì xe đó có động năng lớn hơn. Cơ năng bằng thế năng cộng động năng. Tại nhiều nơi trên đất nước ta, ở ven các con sông hay dòng suối, ta vẫn còn thấy những bánh xe bằng tre, nứa thật lớn, còn được gọi là cái cọn nước hay bờ xe nước, guồng xe nước. Bánh xe quay tiếp nhờ dòng nước chảy và đưa nước lên những chiếc máng trên cao, từ đó dẫn nước chảy vào những cánh đồng ruộng lúa. Đây là ví dụ cho thấy ông cha ta đã ứng dụng sự biến đổi động năng của dòng nước thành thế năng phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Trong tự nhiên, các dạng năng lượng có thể chuyển hóa cho nhau. Hãy bắt đầu tìm hiểu từ trường hợp đơn giản nhất, sự chuyển hóa giữa thế năng và động năng, và một số ứng dụng phong phú đa dạng của sự chuyển hóa này trong cuộc sống. Chúng ta sang nghiên cứu bài 17, sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng. Một lớn sự chuyển hóa của các dạng cơ năng. Một nhỏ, thí nghiệm 1. Quả bóng rơi. Các em hãy quan sát thí nghiệm quả bóng rơi từ A xuống B. Các em chú ý đến độ cao và vận tốc của quả bóng. Hình bên ghi lại vị trí của quả bóng đang rơi từ A đến B sau những khoảng thời gian bằng nhau. Độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào trong thời gian quả bóng rơi? Các em hãy điền vào câu C1 bên dưới.
ta biết hé năng phụ thuộc vào độ cao và khối lượng, động năng phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng. Từ kiến thức trên, các em hãy trả lời câu C2. Động năng và thế năng của quả bóng thay đổi thế nào khi quả bóng chuyển động từ A đến B? Thế năng của quả bóng giảm dần, còn động năng của nó tăng dần. Vậy, khi quả bóng rơi, thế năng đã chuyển hóa thành động năng. Các em hãy quan sát thí nghiệm sau khi quả bóng chạm đất, nó nảy lên. Các em hãy chú ý đến vận tốc và độ cao của quả bóng. Câu C3. Khi quả bóng chạm mặt đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào? Thế năng và động năng của nó thay đổi thế nào? Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng tăng dần, vận tốc của nó giảm dần. Như vậy, thế năng của quả bóng tăng dần, động năng của nó giảm dần. Vậy, khi quả bóng nảy lên, động năng đã chuyển hóa thành thế năng. Ta thấy rằng, ở vị trí A, bóng có độ cao lớn nhất. Vị trí B, bóng có độ cao nhỏ nhất. Vị trí B, bóng có vận tốc lớn nhất. Vị trí A, bóng có vận tốc nhỏ nhất. Từ bề trước, ta biết thế năng phụ thuộc vào độ cao và khối lượng, động năng phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng. Từ kiến thức trên, các em hãy trả lời câu hỏi C4. Ở những vị trí nào, A hay B, quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất, có thế năng, động năng nhỏ nhất? Ta biết ở vị trí A, bóng có độ cao lớn nhất, nên có thế năng lớn nhất. Ở vị trí B, bóng có độ cao thấp nhất, nên có thế năng nhỏ nhất. Ở vị trí A, bóng có vận tốc nhỏ nhất, nên có động năng nhỏ nhất. Ở vị trí B, bóng có vận tốc lớn nhất, nên có động năng lớn nhất. Hai nhỏ, thí nghiệm 2, con lắc dao động. Các em hãy quan sát thí nghiệm sau. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng, tới vị trí C rồi thả tay ra, quan sát chuyển động của con lắc. Ta biết con lắc có độ cao lớn nhất ở A và C, thấp nhất ở vị trí cân bằng B. Ta lấy vị trí cân bằng B làm mốc để tính các độ cao. Các em chú ý đến độ cao và vận tốc của con lắc tại các vị trí A, B, C.
Sau khi xem thí nghiệm, các em hãy cho biết. Câu C5. Vận tốc của con lắc tăng hay giảm khi con lắc đi từ A xuống B, con lắc đi từ B lên C. Con lắc đi từ A xuống B, vận tốc của con lắc tăng. Con lắc đi từ B lên C, vận tốc của con lắc giảm. Câu C6. Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng nào sang dạng cơ năng nào khi con lắc đi từ A xuống B, con lắc đi từ B lên C. Con lắc đi từ A xuống B, vận tốc tăng, độ cao giảm nên thế năng chuyển hóa thành động năng. Con lắc đi từ B lên C, vận tốc giảm, độ cao tăng nên động năng đã chuyển hóa thành thế năng. Câu C7. Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất? Vị trí con lắc cao nhất so với vị trí cân bằng B là vị trí A và C, nên thế năng lớn nhất tại vị trí A và C. Vị trí con lắc có vận tốc lớn nhất là vị trí B, nên động năng lớn nhất tại vị trí B. Câu C8. Ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ nhất? Các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu? Vị trí có vận tốc nhỏ nhất tại A và C. Tại hai vị trí này, con lắc không chuyển động ra xa được nữa, có nghĩa có vận tốc bằng 0. Vậy động năng nhỏ nhất tại A và C có độ lớn bằng 0. Vị trí được chọn làm mốc thế năng là vị trí cân bằng B. Tại mốc thế năng thì thế năng bằng 0. Vị trí B cũng là vị trí thấp nhất, nên thế năng nhỏ nhất tại B và bằng 0. Bài nhỏ kết luận. Trong chuyển động của con lắc đã có sự chuyển hóa liên tục các dạng cơ năng, thế năng chuyển hóa thành động năng và động năng chuyển hóa thành thế năng. Khi con lắc ở vị trí thấp nhất, vị trí cân bằng B, thế năng đã chuyển hóa hoàn toàn thành động năng. Khi con lắc ở vị trí cao nhất, động năng đã chuyển hóa hoàn toàn thành thế năng. Hai lớn, bảo toàn cơ năng. Những thí nghiệm định lượng chính xác đã chứng tỏ trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng thì không đổi. Người ta nói cơ năng được bảo toàn. Trong thực tế, quả bóng rơi ở thí nghiệm 1 không nảy lên đúng bằng độ cao ban đầu, mà giảm dần theo thời gian rồi dừng hẳn. Hay con lắc ở thí nghiệm 2 không dao động với biên độ dao động, mà giảm dần theo thời gian rồi tắt hẳn. Vậy,
cơ năng của vật không. Chúng ta đến với chú ý. Khi mô tả các thí nghiệm trên, chúng ta đã bỏ qua ma sát. Thực ra, do có ma sát nên quả bóng sau khi chạm đất không thể nảy trở lại độ cao ban đầu. Cũng như con lắc sau khi thả ra ở vị trí A không thể quay trở lại đúng vị trí này. Điều đó có nghĩa là nếu kể đến ma sát thì cơ năng của vật không bảo toàn. Một phần cơ năng đã chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác mà chúng ta sẽ được học trong các bài sau. Ba lớn vận dụng. Hoàn thành câu C9. Hãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau. Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung. Thế năng đàn hồi đã chuyển hóa thành động năng. Nước từ trên đập cao chảy xuống. Thế năng hấp dẫn chuyển hóa thành động năng. Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng. Vật chuyển động đi lên, động năng chuyển hóa thành thế năng. Vật chuyển động đi xuống, thế năng chuyển hóa thành động năng. Bốn lớn tổng kết. Bài sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng các em cần nhớ. Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng, ngược lại thế năng có thể chuyển hóa thành động năng. Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn khi bỏ qua ma sát. Em đọc hiểu phần ghi trọng tâm của bài, làm các bài tập đã được giao, đọc thêm phần có thể em chưa biết. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài sau.